gì không được. À mày quậy đi. Anh ở đây rồi, anh sẽ em đừng nghe giọng.
trình Giấc Mơ. Và hôm nay vừa rồi là một ca khúc của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, ca khúc Ước Gì. Và tiếp theo, Mỹ Tâm xin được trân trọng gửi đến tất cả quý vị và các bạn một ca khúc của nhạc sĩ Quốc Bảo, ca khúc được mang tên Chỉ Tình Yêu Anh Mất. Ca khúc này Tâm sẽ cùng trình diễn với vũ đoàn